Du thuyền Ambassador chính là du thuyền 6 sao tiên phong trong trải nghiệm dịch vụ, đưa du khách khám phá vịnh Hạ Long trên một hải trình vượt chuẩn mong đợi. Với kích thước dài gần 100m, rộng gần 15m và cao trên 13m, du thuyền 5 tầng nổi Ambassador chính là du thuyền lớn nhất trên vịnh Hạ Long, sở hữu bong tắm nắng 2 tầng duy nhất trên vịnh, bể bơi 4 mùa ngoài trời. Nhà hàng có sức chứa lên tới gần 100 người. Và cầu kính trong suốt mang tới cho du khách trải nghiệm như đang đi bộ trên mặt vịnh biển. Đừng bỏ lỡ bữa tiệc ẩm thực tôm hùm không giới hạn với điểm nhấn là tháp hải sản tổng hợp chứ danh duy nhất chỉ có tại nhà hàng Ambassador. Chỉ có trên du thuyền Ambassador, khu tổng thống Presidential Suite với diện tích lên tới 90m², gồm cả phòng khách và phòng ăn riêng, rút hồn du khách với trải nghiệm nghỉ dưỡng và dịch vụ 6 sao. Đến nghỉ dưỡng tại du thuyền Ambassador, du khách được chăm sóc tận tình với dịch vụ Ambassador Service hỗ trợ 24/24 trong suốt quá trình đặt chỗ và quản gia đồng hành trong toàn bộ hải trình.